các bác cô chú chị là mới lấy con sung mini này được mấy hôm rồi nhưng mà chưa trồng được, con gái ốm đau này, công việc chưa làm được, thì hôm nay xin phép là trồng lên cái chậu này. Thực sự các bác cây là mua là cũng có tiền mua nhưng mà chậu là rất lười đầu tư, sẵn cái nào trồng đấy thì các bác thông cảm, nó nhìn nó nhiều khi nó hơi khập khiễng. Đấy thì những bác mà chơi lão làng hoặc chơi chuyên nghiệp thì nhìn thấy em này thì buồn cười, thậm chí là trách móc lắm. Ví dụ như bác Huấn thường là chơi rất là kỹ thì nhìn nó thấy là một cái sự tình toàn của tôi. Tất nhiên là cũng xin phép là hoàn cảnh nó như vậy, là công việc cũng chưa cho phép sâu nhiều thời gian. Đấy thì chơi cái đầu chơi các bác ạ. Quan trọng là mình có cái cốt đẹp, sau này mình có thời gian, mình có tuổi thì mình chơi kỹ hơn. Đấy là quan điểm của em. Còn bây giờ là thứ nhất là khích lệ tinh thần của anh em trẻ đam mê chơi bonsai và chơi cách nó đơn giản nhất, đỡ tốn kém nhất. Thứ hai là chia sẻ những cái đấy, đại loại là cái đam mê và những cái cốt cây trong tương lai các bác nhé, một cách rất là dân dã, tận dụng những cái mà mình đã có. Thì cái con sung này nhé, quay trở lại con sung này thì nó vừa mới hết lứa quả, sung vẫn là sung nếp các nhé, quả từ gốc đến ngọn, nó vừa mới hết lứa quả, gốc rất to các bác. Thì hôm nay sẽ trồng và đây cái bên chậu cũ này, vẫn là còn hình này. Tất nhiên cái chậu cũ nó như cái chậu hoa các bác. Sung này mà thả nước được thì nhiều quả lắm, nhưng mà phải có cái ang đẹp đẹp tí. Thôi sẵn cái này thì trồng cái này, còn cái đang ốm chỉ đi mua được. Mua chậu nhiều khi lại hết cái tiền mua cây. Đấy, thế này khá là ổn, nó khá là ổn. Đấy, vẫn còn sót lại vài cái quả đây, vài quả. Sự cái chậu này thì nó chả phù hợp tí nào, vừa không thả nước được, vừa không hợp, nhưng mà thôi có sao trồng vậy thôi, chả có thời gian chạy đi mua cái chậu nữa. Mua thì điểm chờ được mua được có khi là cây này nó tèo rồi. Đấy các bác nhé. Rồi bây giờ này sửa lại tán và trồng nó các bác nhé. Rồi đi lấy ít đất và chút tiền tỉa đã, xong thì trồng xong rồi nhé. Tỉa đi, xin phép các bác là cởi trần tí, một số video hay cởi trần nó nhìn nó hơi thô lỗ mà nó nóng quá, cứ thông cảm quá nhé. Đấy. Kìa ra là thấy ngon này đúng không? Cái kia là tối ưu cái răm này lại không? Bông nó thiên nhiên nhưng mà nó phải mạch lạc hơn một chút. Hơi dối răm. Đây là răm của mình. Thế cơ bản thì đây là một cái bông to này. Bông này thì đang hơi bất hợp lý một tí. Kìa, đây. Đó. Cái này đang bị chướng. Xem nào. Để đây nhau. Này cho quả mà ăn. Đấy đấy, ném nứt. Thì nó có không không để kích thích cái gì không? Mua này cắt hết đi thế. Mua được cắt. Đi rộng tha hồ mà làm nhá. Ra đây rộng tha hồ mà làm. Đâu cũng làm hết, cũng làm không. Thấy chưa? Giật thôi cổ nhỉ, mình có mướn không? Giật đùng đùng đúng không? Ông diêu cháu ai? Đây chứ cầm này chứ. Con vừa bảo con ăn à? Dạ con đây. Thế con tự xúc con ăn. Mẹ thanh tiêu thì gì? Thanh tiêu là gì? Hả? Ping là gì? Là gì? Ping là gì? Màu gì? Ping là màu gì? Red là màu gì? Đúng rồi. xác sơ. Trên mạng nó có phim tàu gì nó cũng nhắc nó lại này. Không giả vào nút đi, giả vào nút một. Không có biết. Liên thi công lực. Phim cung đấu. Phim gì? Để tranh sủng của hoàng thượng. Tranh gì? Tranh sủng. Tranh ngủ của hoàng thượng này. Tóc thi thần. Mà không tranh ngủ ta. Anh là hoàng thượng thì đầy ổn cô tranh. Hôm nay tên ý nghĩa là gì? Không biết. Đấy, trở lại duy nhất một quả. Để lại duy nhất một quả. Độc quả. Độc quả các bạn. Rồi. Ngon hết rồi. Mặt này tất nhiên một thời gian nữa thì phải chấp nhận. Thường là giống cung nếp này mà các bác cứ để những cái cành này răm này nhiều quả lắm, nhưng mà cây nó sẽ bị rất là rối. Nhiều khi mình chấp nhận bớt quả thì răm đẹp. Đấy, răm đẹp rồi, khi nó ổn định rồi thì chơi quả nó không muộn. Tùy thân đến gốc thôi nhé. Đấy. Rồi, bây giờ là trồng cho đất vào các bạn. Cốt này tất nhiên là cốt nhân tạo thôi, nhưng mà những cái nhìn nó không bị thô. Đấy, nhìn rất là ưng, rất là rụt rịt. Rằm đẹp. Một cái mình tuyển những cây nó không được xuất sắc nhưng nó cũng có cái nét ưng các bạn. Đấy, chấp nhận. Đáng nghĩa là lứa quả này nó sẽ ra luôn rồi tiếp theo đây, nhưng mà em cắt này thì nó phải một thời gian nữa. Đấy, vì là mất hết những cái đầu tua mà. Rồi, rồi trồng nhá. Đấy, vừa trồng xong rồi cảm giác nó mini hơn tí bác nhé. Tương lai thì chắc chắn sẽ đẹp hơn vừa rồi rồi. Có bàn tay vào mà. Đấy. Thì cái cành mà nó đâm vào mặt này này, mà phải xử lý tiếp, nhưng mà để từ từ đã. giờ tạm ổn hài hòa, bây giờ tạm thời hài hòa bốn phía rồi. Nhìn quay này nó hơi chướng một tí cái cành đấy, mà làm nó bay thấp xuống vào cái này nó nhỏ lại, chỗ này nó nhỏ, một bông nhỏ tí ở dưới này thôi thì nó sẽ đỡ đấy. Mặt này ok, không gì này mà đắp cái tí xi măng cái lỗ ở dưới thả nước, không cần đắp nhiều, chỉ nguyên cái bầu cũ là ngon. Đó này. Từ trên cao nhìn xuống mạch lạc hơn đúng không? Sau thì sẽ để dặn như vừa rồi, nhưng mà phải mạch lạc hơn. Cái nào cần dài, cái nào cần ngắn là được chuẩn. Lỗ là vừa rồi đang hơi tự do quá. Để lại đúng một quả rất ngắn các bạn, to ngắn nhé. Tất nhiên các bác đến thực tế mà xem chơi giao lưu thì anh em nói chuyện nó hay hơn. Nhìn này nó nó không hết được cái nét của nó. Đấy các bác, bây giờ đem ra xóa vườn thôi, chờ ngày phát triển tiếp và làm tiếp cây ổi bác nhé. Sẽ chuẩn bị quay cây ổi làm bác nha. Xin cảm ơn các bác và xin những các bác có tinh thần xây dựng góp ý cho em cây này nhé.